Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giải những cái captcha hình ảnh với trang web anti-captcha.com. Giới thiệu về trang anti-captcha thì nó là một cái trang để hỗ trợ chúng ta giải captcha tự động. Cái trang này hoạt động một cách là mình sẽ gửi captcha lên hệ thống của họ và hệ thống của họ sẽ có những cái người thật đấy, họ sẽ giải captcha này và gửi lại cho chúng ta. Thế nên độ chính xác rất là cao. Giá cũng rất là tốt, chỉ tầm 0,5 đô đến 0,7 đô trên 1.000 ảnh. Tốc độ giải trung bình đang là 6 giây. Thì các bạn chỉ cần vào đăng ký một tài khoản. Mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ đăng nhập luôn nhé. Link trang web thì mình sẽ để mô tả. Thì khi mới vào ấy thì ta sẽ cần phải nạp tiền vào để sử dụng. Thì các bạn tự tìm hiểu phần này nha, mình sẽ giới thiệu là chúng ta sẽ sử dụng cái key. Cái key này các bạn lưu ý là phải giữ bí mật nhé, không được chia sẻ cho ai nhé. Copy key này. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng AMK để dùng cái key đấy nhé. Giả sử mình có cái ảnh này đi. Rồi. Sẽ tạo mới một file AMK và lưu vào cái thư mục giải captcha này. Demo, mình đặt nó là demo. Mình đã viết sẵn cái thư viện AMK để cái link tải thư viện này ở phần tả. Giờ chúng ta chỉ việc sử dụng chức năng import cái thư viện này vào thôi. Đây, thư viện giải captcha ảnh. Rồi, trước tiên chúng ta cần cài một số và tạo một cái biến để lưu API key. Và lúc nãy mình copy ấy. Đây này. Đấy. Dán vào đây. Tiếp theo là khai báo một cái đường dẫn ảnh. Mình sẽ thử cái ảnh này nhé. Copy đường dẫn ở đây. Tên của ảnh là 1.jpg. Rồi. Ta đã chuẩn bị xong API key và hình ảnh rồi. Giờ mình sẽ gọi đến cái function mà mình đã hỗ trợ sẵn cho các bạn. Function này các bạn chỉ cần truyền vào API key đường dẫn ảnh, nó sẽ trả cho các bạn là kết quả này thì mình thử sẽ bóc lên nhé. Chạy thử này, gửi tạo yêu cầu giải captcha này, đang giải captcha. Các bạn sẽ chờ, lúc ấy mình ở trang chủ nó bảo là tầm 6 giây. Đấy, kết quả là ZVTAU có lúc sẽ giải nhanh, có lúc giải chậm nha các bạn. Đấy là cách sử dụng cái thư viện giải captcha với anti-captcha.com. Các bạn tải về thì truy cập link ở phần mô tả nhé. Có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ mình để mình hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.